À, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Sửu tháng 8 âm lịch năm 2020 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch, luôn đề phòng cao độ tránh tai họa. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch, bạn nhận được khá nhiều lời khuyên trong tháng này nhưng không phải ai cũng có thể nghe lời được đâu bạn nhé. Thậm chí với cả những người đang thành công thì cũng không có điều gì đảm bảo cho việc họ luôn đúng cả. Tháng 8 âm lịch này, về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này hiệu quả làm việc không cao do gặp phải nhiều việc cản trở, có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ nhiệt tình, còn khách hàng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Dù là tháng trung thu là dịp để đoàn viên nhưng không phải con giáp tuổi Sửu nào cũng dành đủ thời gian cho người thân trong gia đình vì bạn quá bận rộn. Việc chồng việc khiến bạn dường như không thể nào thoát ra được khỏi guồng quay đó. Thậm chí vì thiếu tập trung, luôn tâm trong tâm trạng bất an nên bản mệnh có thể để xảy ra sai sót không đáng có. Đó là nguyên nhân khiến bạn cuối tháng nó thể sẽ bị khiển trách, thậm chí là phạt bằng cách cắt lương cắt thưởng. Trong trường hợp này, bản mệnh nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể, hãy kiên trì thực hiện phương châm, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiến bước. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu chỉ tốt cho những cặp đôi tình yêu đang chớm nở với sự nâng đỡ của tam hợp. Thế nhưng bạn đang yêu đơn phương sẽ phải chứng kiến cảnh họ hạnh phúc với người mà họ thật lòng yêu đấy, do đó đừng cố chấp nữa, đừng níu giữ điều gì không phải của mình. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch sự nghiệp. Vận trình công việc của con giáp tuổi Sửu lúc này không thực sự khởi sắc vì dường như những nhiệm vụ mà bạn đang đảm nhận không phải là thế mạnh của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi thái độ bằng việc từng bước học hỏi thêm, dù là những bước tiến chậm thôi nhưng chắc chắn là được. Vì hiệu quả công việc không cao nên bản mệnh đừng quá hy vọng có sự đột phá nào trong tháng này, thay vào đó hãy tập trung và kiên nhẫn hơn. Những điều bạn gặt hái được từ những ngày này hứa hẹn sẽ mang lại kết quả như ý trong tương lai. Nếu có là con giáp có tài nhưng không gặp thời thì bạn cũng phải kiên nhẫn hơn bạn nhé. Có thể chào đón một tháng 8 âm lịch tĩnh lặng hơn trước đây và liên tục có những dấu hiệu nhắc nhở bạn soi chiếu vào thế giới bên trong mình. Các mối quan hệ xã hội có thể xảy ra chút trục trặc nhưng bạn không thể giải quyết ngay tức khắc. Hãy tin vào thời gian và mềm mại hơn với bản thân, rồi bạn sẽ có câu trả lời. Còn không, nếu bạn là kẻ nóng vội và bảo thủ thì kết quả sẽ rất tệ đấy, thậm chí có thể là bị trừ lương, mất thưởng vì thái độ không phù hợp này với đồng nghiệp và cấp trên hoặc với khách hàng quan trọng. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch tài lộc. Về khía cạnh tiền bạc, bạn nhận được khá nhiều lời khuyên trong tháng này nhưng không phải ai cũng có thể nghe lời được đâu bạn nhé. Thậm chí với cả những người đang thành công thì cũng không có điều gì đảm bảo cho việc họ luôn đúng cả. Tình hình tài chính của bản mệnh bị ảnh hưởng khá nhiều bởi xu hướng của thị trường chung trong thời gian này. Có khá nhiều người mất tiền khi nền kinh tế chung hiện tại đang lao dốc. Lúc này sự an toàn sẽ nên là ưu tiên hàng đầu trong lúc này. Vì luôn có những điều không dự đoán được như thế nên bản mệnh luôn phải có kế hoạch đảm bảo an toàn cho số tiền của mình trước. Con giáp tuổi Sửu nên tránh tâm lý được ăn cả ngã về không kẻo có lúc sẽ tiêu tán hết tài sản của mình đấy. Với người làm công ăn lương thì thời gian này không có gì biến động nhiều, đôi khi có những khoản chi phát sinh ngoài mong đợi nhưng ngay sau đó bạn đã xoay sở được nên không có điều gì phải quá lo lắng vào lúc này cả. Khi nhị hắc bay về phương Tây Bắc báo hiệu cơ hội tiền bạc đang sắp đến, bản mệnh phải sẵn sàng cả tiền bạc lẫn trí tuệ để nhận ra đâu là cơ hội tốt nhất để tập trung. Khi có quá nhiều lựa chọn, chưa chắc bạn sẽ có quyết định đúng đâu nhé. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch tình duyên. Tháng 8 âm lịch này có lợi cho những cặp đôi vừa chấp nhận lời yêu, mọi thứ vừa chớm nở và hai người say sưa tìm hiểu nhau, dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể. Nhân khi có cơ hội mà tam hợp đưa tới, hai bạn hãy cùng nhau có thêm những trải nghiệm đẹp vì đó sẽ là những kỷ niệm đáng quý để cả hai luôn nhắc lại và nhớ về.
sự kết nối của hai người sẽ ngày càng tăng lên từ những điều đẹp đẽ như vậy đó. Thế nhưng con giáp tuổi Sửu đang độc thân đừng liều lĩnh tỏ tình vì có thể bạn chỉ đang có tình cảm đơn phương mà thôi. Hãy giữ cảm xúc đó cho riêng mình và xem đó là động lực để bạn thay đổi và tốt hơn mỗi ngày. Riêng với một số con giáp tuổi Sửu nữ, bản mệnh chớ phí hoài công sức thời gian của mình khi tự buộc chân mình vào mối quan hệ không xứng đáng. Nếu một người đàn ông không chấp nhận những thành công mà bạn có được trong cuộc sống, luôn so sánh thành công của bạn với anh ấy rồi suy diễn và bực tức, bạn phải loại bỏ anh ta ra khỏi cuộc sống của mình và đừng bao giờ níu kéo một người như thế. Bạn không cần cố gắng thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ vì bạn đã rất chăm chỉ để có được những thành công ấy, điều đó khiến bạn nên tự hào về bản thân mình. Nếu chàng trai của bạn không đánh giá cao người phụ nữ tuyệt vời đang ở cạnh anh ta thì anh ta cũng không xứng đáng với bạn. Ngoài ra, với mối quan hệ với người thân, bạn nên cố gắng tránh xa các cuộc xung đột vô nghĩa, luôn lên tiếng với tinh thần xây dựng. Nếu bạn giữ được sự bình tĩnh, nửa sau của tháng sẽ là thời gian tích cực với nhiều niềm vui hơn. Tử vi tháng 8 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch sức khỏe. Bạch hổ hung tinh mang điềm báo tai họa, hỏa huyết quang, vì thế bản mệnh khi tham gia giao thông phải cố gắng đảm bảo an toàn ở mức tối đa nếu không có nguy cơ tai nạn, va chạm gây tổn hại tiền bạc ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi nói đến vấn đề sức khỏe thì không đơn giản chỉ là thể lực đâu con giáp tuổi Sửu nhé, nó bao gồm là thể chất và tinh thần. Vì thực tế dù bạn chăm chỉ tập luyện nhưng tinh thần ủ rũ hay mệt mỏi thì bạn cũng không được xem là người khỏe mạnh đâu. Có phải bạn đang tạo cho mình quá nhiều áp lực sự nghiệp? Công việc bộn bề khiến bạn luôn trong tình trạng lo lắng, nghĩ ngợi quá nhiều, thậm chí nhiều đêm mất ngủ thì nguy cơ giảm cân hoặc béo phì rất cao. Hãy luôn nhắc nhở mình rằng dù công việc có tốt, bạn có nhiều tiền mà cuối cùng cũng chỉ dành số tiền do công sức mình làm ra đó để chăm sóc mình trên giường bệnh thì liệu có đáng không? Hãy dành chút thời gian đi kiểm tra sức khỏe, ngồi xuống thư giãn và đặt lại các mục tiêu sống. Tình hình của bạn nói chung ổn hơn bạn lo xa rất nhiều. Kích hoạt vượng vận cho bạn tuổi Sửu 1, kỷ Sửu, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, bạn chưa hơn ai cả, đừng vội mỉa mai chê bai bất cứ ai bạn nhé. Quý nhân, Dần, Thân, Tiểu Nhân, Tỵ, hợi màu sắc may mắn, trắng, đỏ. 2. Tân Sửu Thổ, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết, càng cẩn thận bản mệnh càng tránh được nhiều mối họa, làm việc gì cũng nên từ tốn. Quý nhân, Ngọ Tý, Tiểu Nhân, Dậu Tuất, màu sắc may mắn, trắng, nâu. 3. Quý Sửu, Mộc, Nam, Thủy, Diệu, Nữ, Mộc Đức. Khẩu quyết, không phải lúc nào sự nhiệt tình, vui vẻ của bạn cũng nhận được sự hưởng ứng từ mọi người đâu. Quý nhân, Dần, Mùi, Tiểu Nhân, Tỵ, Ngọ, màu sắc may mắn, đen tím. 4. Ất Sửu Kim, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, dường như bạn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng đừng chuyện gì cũng nói rõ ra. Quý nhân, Mão, Hợi, Tiểu Nhân, Dần, Thân, màu sắc may mắn, vàng kim trắng. 5. Đinh Sửu Thủy, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết, nếu bạn càng khiêm tốn bạn càng được tôn trọng nhiều hơn đấy nhé. Quý nhân, Hợi, Tỵ, Tiểu Nhân, Mão, Dậu, màu sắc may mắn, đen cam.